nhà chơi, vô nhà chơi. Như tôi đã thông báo là hôm nay á là ngày chúng mình tặng quà cho nhau. Thì bây giờ mình tặng cho nhau đi. Tôi tặng cho Thu nè. Tặng cho anh nè. Nè, tôi tặng cho Tính nè. Cảm ơn nha. Quà của Tính đâu? Đâu? Đó, có quà. Quà đâu? Đâu? Thôi Tính không có quà, Tính đi về đi. Đi về đi. Đi về đi. Chơi gì mà kỳ quá vậy, đổ quà cho nhau mà mình không có quà. Đặt vừa rác rồi đang giao tới mà. Không tin. Ai này thấy không? Thấy chưa, điện thoại gọi giao tới. Nào con đi xuống lấy cho con. Để xem ai là người nói dốc. Là cô ấy đó. Mấy bà nghĩ nó có quà không? Làm gì cứ đó. Đấy. Tôi có quà ạ. Đâu? Lụm ở trong thùng rác. Đâu mà tôi mới người ta ship tới nha. Để xem đó là gì. Ồ. Trời ơi, bạn giàu quá dạ. Điện thoại giàu. Trời ơi, trái táo luôn á. Để cai. Trời ơi, bà đó có quà, vậy mà còn giỡn trò nữa. Bà là cái đồ đáng ghét á. Bà là đồ xấu, bà đi ra khỏi nhà mình đi. Cái đồ nhát gan, cái đồ mít ướt.